Tại thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính cho biết tổng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn thành phố vượt 8% dự toán trung ương giao. Đảng chú ý, nguồn thu ngân sách nội địa cũng ghi nhận vượt 1% dự toán giao, thu từ xuất nhập khẩu vượt 45% dự toán giao. Cụ thể, kết thúc năm 2021, số thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng thực hiện được là 22.824 tỷ đồng. Thành phố cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu về tài chính ngân sách mà Trung ương giao đảm bảo nguồn lực thực hiện các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, nhất là đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội người dân. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố là 19.635 tỷ đồng. Tuy không quá cao so với năm 2021, nhưng trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch, thành phố đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Chặng đường phục hồi kinh tế phía trước sẽ còn gặp nhiều trở ngại nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của trung ương với các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương trong thời gian tới.